chào quý vị và bà con nông dân. Thưa bà con, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của lưỡi áp cao lạnh lục địa suy yếu và biến tính, nên ở phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Hiện nay, lưỡi áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu và biến tính. Đồng thời, ở phía Bắc đang có một bộ phận áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía Nam. Khoảng ngày 22, áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường mạnh trở lại và chi phối thời tiết các khu vực trên. Sau đó, từ ngày 25, áp cao lạnh suy yếu và di chuyển ra phía Đông và được tăng cường trở lại vào ngày 29. Riêng các tỉnh Bắc Bộ, thời kỳ từ ngày 26 đến ngày 28, còn chịu ảnh hưởng kết hợp của dòng xiết gió Tây trên cao. Thời tiết phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác, Bắc và Trung Trung Bộ đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa này. Trên cao là rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, nên thời tiết ổn định, nắng nhiều, mưa ít. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết cho các vùng đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ, có nơi là từ 28 đến 30 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 100%. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ và có nơi là từ 12 đến 14 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ, có nơi là từ 24 đến 26 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 95%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông mạnh cấp 2, cấp 3, đêm chuyển gió đông bắc mạnh cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 20 đến 23 độ và độ ẩm là từ 75 cho đến 90%. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Thưa bà con, theo lịch thời vụ thì từ giữa tháng 12 đến đầu tháng 1 năm 2013, toàn huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng xuống giống lúa vụ đông xuân. Nhưng năm nay bà con nông dân không thể xuống giống như mọi năm vì không có nước. Tại đây đang có 2.650 ha lúa, 650 ha ngô và 3.200 ha rau củ các loại bị chậm mùa vụ vì khô hạn. Ông Lê Duy Vọng, chi cục trưởng chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão thành phố Đà Nẵng cho biết, bước sang mùa mưa hơn một tháng nay, nhưng lượng mưa trên địa bàn toàn huyện Hòa Vang quá ít, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất. Việc xuống giống vụ đông xuân đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tình trạng này một phần vì thời tiết, còn phần lớn do các nhà máy thủy điện đầu nguồn không xả nước nên không đủ lượng nước về hạ du. Thành phố Đà Nẵng đã đề đạt rất nhiều đến cơ quan trung ương về việc này. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân sử dụng các giống lúa ngắn và trung ngày như HT1, TBR45, SH2, KD18 nhằm hạn chế ảnh hưởng của hạn hán, chuyển đổi những diện tích lúa bấp bênh không chủ động nguồn nước tưới sang trồng các loại cây khác. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên. Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió đông bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 60 đến 70%. Thưa bà con, Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế và Trường Đại học Tây Nguyên đang thực hiện dự án cải thiện các hệ thống nuôi dưỡng gia súc ăn cỏ trong nông hộ tại khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia. Mục đích của dự án là làm tăng sinh kế và thu nhập cho người nghèo, nông hộ sản xuất nhỏ tại khu vực tam giác phát triển, đồng thời tạo điều kiện cho nông hộ sản xuất nhỏ làm quen với điều kiện sản xuất kinh doanh đổi mới, tiếp cận thị trường tiêu thụ sản phẩm từ chăn nuôi, thúc đẩy các mối liên kết trong chuỗi thị trường. Tại Đắk Nông, dự án được thực hiện ở huyện Cư Rút. Đây là vùng đất có điều kiện tự nhiên và sinh thái thuận lợi để thực hiện các hoạt động của dự án phát triển các loại gia súc ăn cỏ. Hiện nay, thì cán bộ Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Nhiệt đới Quốc tế cùng với các nhà nghiên cứu, cán bộ khuyến nông các tỉnh Tây Nguyên đang hỗ trợ nông dân tiếp cận với kỹ thuật trồng, chăm sóc cây, làm thức ăn chăn nuôi và cách liên kết có hiệu quả với thị trường.
Chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc đến đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết nông vụ ngày hôm nay của kênh VTC14. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại!